Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệp Duy Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một truyện ngắn rất hay của tác giả Triệu Huấn, tác phẩm truyện Mà Phát. Ông đồng luận, to béo, bụng vệ như vật di lặc, đầu ông chọc lóc không tóc, cằm ông nhẫn thín không dầu, chán ông bóng loáng không lông mày giọng ông òn ẻn như con gái. Ông có ba bà vợ, toàn của đi nhặt, loại trốn chúa lộn chồng mới theo không để kiếm miếng ăn. Bà nào cũng xinh đẻ, nhưng không ai tin lũ trẻ là con ông. Nghe nói ông thiếu cái thứ để được gọi là đàn ông. Tuy nhiên, ông vẫn thừa nhận đàn con tạp bí lù đó thuộc huyết hệ mình như giấy khai sinh minh định con trời con phật cả, co chi phải phân biệt, vì tâm hồn phóng khoáng đó mà bọn trẻ đều yêu quý ông. Ba bà chiếm lĩnh ba quả đồi xung quanh, đại bàn doanh ông nằm giữa thống soái tam quân. Ấy một tiếng là thế tử dạo gian kéo đến như nước. Ông có hẳn ngôi đền thờ phụng riêng, một thời nghề buôn thần bán thánh gặp vận hạn. Chính quyền gọi ông Đồng đến cảnh cáo, bắt viết kiểm điểm. Tự phê bình những trò bịp trước công chúng. Ông phải đóng cửa tiệm, nằm im, nghe ngóng. Ông chuyển sang nghề chăm cứu, bốc thuốc nam. Tuy nhiên, nếu có tin, chủ nhà nào thành tâm, kín đáo nhờ vả, thì ông vẫn bí mật, cầu cúng, bấm quẻ, lấy số, xem tướng, đoán mệnh, định hướng nhà, chọn ngày lành, tìm đất tốt cho công việc cưới xin, trôn cất, cài táng, thiên di. Vì thế, cuộc sống của gia đình ông thường khá già hơn nhiều nhà khác. Cán bộ hỏi, ông bảo, ơn đảng. Dân hỏi, ông nói, nhờ câu cúng mà thánh cho ăn lộc. Sau này, nhờ chính sách đổi mới, nông thôn làm ăn khá giả, chuyện lễ bái cũng được thông tả hơn. Khi miếu ông đồng luận được nước ngoài đầu tư thì cửa đài cửa điện linh thiêng hẳn lên quan hệ hữu nghị việt trung vãn hồi biên giới mở cửa thì tín chủ đến cầu cúng ngày một đông có người tới trước cửa dâng lễ sớm hôm sau tỉnh dậy đã thấy ba chiếc xe du lịch bóng loáng nằm trong vườn nhà mình thì ra mấy ông buôn lậu trốn thuế đến giấu xe nhờ thế là có lộc rồi có nhà được ông đồng tìm đất sang cát cho cha chưa được một tuần nửa đêm có tiếng gõ cửa ra mở thì thấy một đàn kiều vạn cõng hàng ùa vào hỏi ra mới biết họ muốn để nhờ 10 tấn đồng vụn để tìm đường vượt biên đất lành chim đậu muốn an toàn chi ra một đồn mười mười đồn trăm tiếng tâm đồng luận vang đi rất xa ông giám đốc hoàng sơn vốn là người học thức đâu có tin vào những trò ma quỷ, thần thánh, nhố nhăng. Hồi trẻ làm việc ở cấp hợp tác xã, ông đã từng ra tay thu gom thần thánh vào một mối để rút bớt đình chùa miếu mạo làm kho thóc, trạm giống, phòng thú y. Cứ nói các ngài linh thiêng bắt tội mà sao ông vẫn thăng tiến bùn bụt. Tuy nhiên, những năm gần đây có những vấn đề nhức nhối nảy sinh không sao giải thích được. Ấy là đường tử tức nối dõi tông đường. Ông sống với người vợ đầu hơn chục năm mà không chừa đẻ lần nào. Đi khám, bác sĩ bảo vợ chồng ông không bệnh tật gì. Ông phải hối lộ gã thầy thuốc bất lương, đồ riệt cho bà vô sinh để ly dị cưới cô vợ mới. Nguyên là một ca sĩ vỡ giọng bò nghề. Bà kế trắng trẻo đẫy đà, ngực nở mông cong, lưng ong đùi dế, tướng mắn đẻ, cưới nhau chưa được một năm thì đã sinh con đầu lòng. Thằng bé bụ bẫm xinh xắn, đang chịu ăn, chịu chơi. Bỗng đổ bệnh, sốt cao, tê liệt toàn thân. Thuộc thang chữa chạy, không thiếu nơi nào, mà vẫn teo tóp, ngồi đâu bậy đấy, hầu hạ rất cực. Nay cậu đã lên mười, mà vẫn chưa biết đi, chờ như bụt mọc, chẳng nói chẳng rằng, miệng méo sạch, mắt hấp hìm, thỉnh thoảng lại mỉm cười ngây ngô vô cảm người ta bàn tán tiền oan nghiệp chướng do cái tội bán bộ thần linh phá chùa san miếu mà ra chuyện đến tai bà bà tâm sự với ông muốn lập đàn tế lễ mong phật trời tha tội ông tức giận đập bàn coi chừng ba cứ luận điệu phản động mà bay ra cho cúng lễ tiếp tay cho bọn hành nghề mê tín dị đoan là giết tôi đấy chưa biết phúc họa ra sao nhưng đến tai cấp trên là mất chân giám đốc như chơi anh cứ mặc em việc này kín như bưng ai biết chuyện man cổ. sau một hồi tì tê ông siêu nồng không cấm cũng chẳng mặn mà khuyến khích bà tìm đến nhà đồng luận thấy bà giám đốc từ trên tỉnh hành hương về dân lễ thì ông đồng cảm động lắm nhưng nghe kể ra cảnh hầm hiu con cái tật nguyền muốn nhờ thầy cầu cúng chữa chạy thì ông đồng lại thấy lo muốn có mối giao hảo thân tình với bà lớn nhưng thần thánh nào chữa nổi đứa con bất thành nhân dạng của nhà họ được nhận mà không làm nổi cũng dở ván bài to lại dễ thua đau ông đành tìm mưu sâu thoát hiểm dạ thưa bà cái này đích thực là động long mạch phần mộ cụ ngũ đại rồi ông bà còn giữ được gia phả để tôi xem mộ phần tiền nhân tạng nơi đâu mới có cách cứu chữa nổi bà lớn ngớ người vì có nghe nói đến gia phả bao giờ đâu nhưng may sao về hỏi chồng là có ngay hoàng sơn cũng thuộc dòng thế gia vọng tộc lắm chữ nghĩa nên vẫn giữ được thứ di sản tinh thần cao quý này bà vội phô tô một bàn đưa cho thầy ông đồng luận mệnh danh là cây cầu nối giữa người trần mắt thịt với các đấng thần linh một lần nữa rơi vào thế khó xử mới chữ nghĩa của ông chẳng có là bao để đọc nổi thứ thư tịch cổ đó ông nghĩ ngay đến người đỡ đầu pháp thuật Ngài cố vấn kinh doanh, vị sư phụ lỗi lạc, may ra giải cứu được cho ông. Ông thưa, Tôi tuổi cao sức yếu, không đủ sức đến hiện trường xem đất cát hầu bà. Xin giới thiệu cho bà một ông thầy tàu, vốn là bạn vong niên, người đồng sự trí cốt của tôi. Thầy có pháp thuật cao cường, am hiểu âm dương, thông tưởng địa lý, thừa sức giúp bà mọi chuyện. Chỉ có điều, thầy là người ngoại quốc, không được phép hành nghề công khai. Xin bà giữ kín chuyện này cho. Ôi, nếu được thầy Tàu giúp thì còn gì quý bằng. Tôi thề không nói với ai, kể cả ông nhà tôi. Đúng vậy. Những người vô thần hay bán bổ tín ngưỡng là mất đi sự màu nhiệm. Đợi có hiệu quả, bà thông báo với ông cũng chưa muộn. Một tuần sau, bà trở lại nhà ông Đồng, đúng như đã hẹn. Bà đừng mời lên gác, vào một căn buồng kín đáo hương thơm ngào ngạt. Thầy địa lý đã ngồi chờ ở đây. Bà ngạc nhiên vì người đàn ông hoàn toàn xa lạ với dự cảm của mình. Chẳng có chút gì là tàu, không nón mê cúc vải, không đầu chọc, quân đại cán, áo đại quân, cũng chẳng hai xảo cổ cao hay đôi sam xà cạp như mấy ông phá ra bánh bò. Thầy bốn 40, cao to hồng hào, dâu tóc tỉa, tém công phu bóng bẩy. Cặp mắt một mí được trang điểm kính trắng ngọng vàng. Thầy ăn mặc quần là áo nếp, cà vạt, mũ phớt, lịch sự như một giáo sư. Sau khi Long Trọng giới thiệu khách hàng với đồng nghiệp, đồng luận khéo léo cáo đuôi. Khi chỉ còn hai người, thầy để liễu vui vẻ đi vào chủ đề. Tôi đã đọc kỹ cuốn gia phả nhà ta. Ngôi mộ ngũ đại nhà họ hoàng đắc địa lắm. Nhưng tiếc là đang đại cát chỉ gặp tai biến, khi ông nhà cho lấy đền vạc làm con lâm sản, đám thợ đã vô tình đào móng đặt máy cưa, làm nghẽn mất long mạch. Vì vậy, đời thứ sáu sẽ kiệt lộc. Trời đất ơi, đời thứ sáu là đến nay ạ? À? Cậu Hoàng Cương, con ông bà. Nhưng đền vạc thì có liên quan gì đến cụ ngũ đại nhà tôi? Ông thầy tàu cười. cười. Ra phả trong tay mà chẳng rõ nguồn gốc ông cha quý vị giàu có vinh hiển cao sang mà vô tâm với tiền nhân chẳng trách sắp mặt vận mà không biết bà lớn hoàng hồn thất sắc lại tránh mơ bái thực tình chẳng phải chúng tôi vô tâm mà do ngu dốt không đọc nổi chữ nghĩa thánh hiền nên mới mắc tội này xin thầy chỉ bảo cho nên làm thế nào để chuộc lỗi với gia tiên chỉ có cách chuyển kho đi nơi khác tôn tạo lại miếu đường có thế phúc lộc mới hành thông, đời thứ sáu chắc làm nên đại nghiệp. Người đàn bà ủ dũng dây lát rồi thực thà bộc bạch. Chẳng giấu gì thầy, vợ chồng tôi hiếm hoay chỉ được mình cháu Hoàng Cương. Nhưng bất hạnh thay, lên hai tuổi thì cháu bại liệt co quắp bất thành nhân dạng, làm sao nối nghiệp được cha ông. Thảm họa đến đúng năm ông nhà, lấy đền vạc làm kho, đúng không? Bà cố nhớ và án chừng cũng vào thời gian đó, Thưa thầy, đúng ạ. Đều có cách gì chữa cho cháu nên người để hưởng lộc tiền nhân không? Sách dạy, trường mất tài thiểu lực thì lập thứ. Cũng nói vô nam dụng nữ. Bà con trẻ, khí sắc dung nhan đang độ sung vượng. Để thêm đứa nữa, nối dõi tông đường kế nghiệp gia tiên. Lo gì? Người đàn bà đỏ ửng khuôn mặt, nhìn thấy địa lý rồi dâm dâm nước mắt. Nhà tôi đã có tuổi, lại thiếu năng sinh dục gần chục năm qua chúng tôi cố gắng hết sức mà không thấy kết quả. Ấy là vì âm dương suy, họa trùng phúc tận, Này chưa gặp thầy gặp thuốc. Này nếu bà chân thành cầu khẩn thần linh, lại dốc lòng chữa chạy, thì tôi có thể cân bằng lại thể chất, khai phóng tâm linh. Thì làm gì mà chẳng hoài thai sinh nở? Người đàn bà mừng lắm, chắp tay kính cẩn vái lại. Xin cảm ơn thầy ngàn lần, tốn phí bao nhiêu, xin thầy cứ dạy để chúng tôi chủ liệu. Chưa thể nói trước với bà, việc đến đâu ta tính đến đó. Trước tiên phải truyền kho xưởng tôn tạo lại lăng miếu, nên gọi các con nông đồng luận bao thầu việc này để tiền xoay lại thế đất, khai thông long mạch, giải tỏa phong bế, trình trang mộ phần. Đấy là tiền công ty, ông bà chưa phải bỏ xu nào. Trong khi ấy tôi sẽ bốc thuốc cho hai vị. Lộc trời cũng cần có đất tốt để gieo. Nếu cơ thể ông bà quá yếu, không gánh nổi thiên ân thì cầu cúng cũng vô ích. Đấy là định luật cân bằng âm dương, không thể xem thường được. Thầy cười, tôi làm phúc cho người đời nhiều lắm, tiền bạc đâu có bằng cứu nhân độ thế. Bà lớn cảm động, lại thầy đã thương vợ chồng em nếu cầu được ước thấy đúng như sở nguyện thì vợ chồng em suốt đời ơn thầy ông vương sùng sang đất việt làm ăn gần trọn đời người thùa trẻ đón gánh trên vai ông đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc xài đẹn, ghè lờ hắc lào đau xương nhức khớp bách bạch ông đều nhận chữa rất nhiều người khỏi không ít người chết chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc hoa quân nhập việt ông gánh thuốc quấn xà cạp chân đất bước thấp bước cao theo đại quân lơ hán tràn xuống phương nam hoa quân rút vương sùng ở lại kiếm cô gái việt đang sống dở chết dở sau trận đói năm dậu đôi vợ chồng trẻ cắm xào trên đất bình khê sinh cơ lập nghiệp bà vợ khỏe mạnh lần lượt sinh cho ông một trai hai gái kháu khỉnh dễ thương ông chữa thuốc buôn hàng tạp hóa ở phố bình khê bà nằm vườn cấy ruộng cuộc sống cũng phong lưu sung túc lũ trẻ lớn lên chẳng biết tiếng tàu chúng hòa nhập vào cộng đồng người việt và tuyệt nhiên chẳng ai để ý gì đến dòng dõi trùng tộc thằng vương bảo khôi ngô tuấn tú học hành thông minh được đưa về hà nội học trường hữu nghị việt hoa nhưng khi hai nước xảy ra chuyện bất hòa lời qua tiếng lại vương bảo về quê đốc thúc bố mẹ và hai chị lên biên hải làm gieo gây rối ông vương sùng ra sức khuyên can lấy tình thân hữu làm trọng dù sao đất việt cũng là nơi dung thân của gia đình ông gần suốt cuộc đời dòng máu các con ông cũng mang sắc cờ hai nước nhưng thằng con đã gọi cha là đồ phản quốc và đi theo bọn khiêu khích ông già uất hận lâm bệnh mà chết bà vợ và hai cô con gái đưa ông táng lên đỉnh đồi thông nơi sinh phần ông đã chọn chiến tranh biên giới nổ ra vương bảo mất tâm từ đấy người nói nó vào nam kẻ đồn về bắc còn có tin nó sang Canada làm chủ một doanh nghiệp giàu sụ. Mãi một thập kỷ sau mối quan hệ Việt-Trung ấm lại, mối giao lưu hòa hảo vãn hồi, đất Bình Khê bỗng thấy Vương Bảo xuất hiện. Hắn trở lại ngôi nhà cũ của cha để dựng lại cơ đồ, khác là nó không bán thuốc mô tê nữa. Vương Bảo móc nối, tu phục đám lục lâm thảo khống vùng biên, mở con đường xuyên sơn chuyển hàng lậu thuế. Y kết thân với đám con nhà đồng luận và giúp ông bố hiện đại hóa cơ sở kinh doanh chúng xây nhà tầng trên lập miếu thờ dưới mở hiệu đông dược bắt mạch kê đơn bốc thuốc ông đồng còn làm đại lý cho các thứ cao hổ nhân sâm nhung nai mật gấu nhân đạo từ bên kia biên giới chuyển sang việc để mô mạ chọn hướng nhà có máy kinh vĩ địa bàn bản đồ một phần năm trăm ngàn phụ trợ rồi khách lo sinh phần đều xác lập họa đồ xin công chứng để xí phần đảm bảo chủ quyền vĩnh viễn Bảo còn giúp ông Đồng mua máy vi tính để lập trình bấm quẻ tử vi. Sao quẻ, in sớ đều dùng máy laser cho thần linh và phàm trần dễ bề giao dịch. Kinh kệ chống mõ, đan sáo, trầu văn đều ghi âm phát hành. Các giá đồng thăng giáng của thánh mẫu bắn cậu đồng cô được ghi băng video như album nhạc rock. Còn nhang đệ tử muốn cầu cúng ma chay cứ xem mẫu mà đặt giá. Thật vô cùng thuận lợi dân bình khê nói miếu ông đồng luận được ngoại quốc đầu tư là như vậy thực ra vương bảo không sống bằng trò buôn thần bán thánh hay nhập lậu bia vạn lực xe đạp phượng hoàng nghề giấu mặt của y là buôn đồ cổ nó chính xác hơn là bí mật khai thác trong các đền chùa miếu mạo những tượng phật đèn nến bát hương bình lọ bát đĩa cồng chiêng chuông khánh nhiều năm tuổi để theo một đường xuyên qua thập vạn Đại Sơn đi thâm quyến Hồng Kông Ma Cao và hòa mạng vào thị trường đồ cổ quốc tế. Nhưng, cổ vật mỗi ngày một hiếm, Vương Bảo phải đội lốt thầy địa lý để khai quật, di chuyển mô mả, bí mật cướp đi những tầng văn hóa bồi sâu trong lòng đất mẹ. Y dùng đồng luận là mạng lưới hạ tầng thu hút những người cả tin vào chuyện đất lành, đất giữ. Xưa kia, người bên núi có tục trôn của theo người, thiên di là cơ hội tốt để vương bảo hợp pháp hóa việc khai quật săn tìm hoàng gia tộc phả viết cụ ngũ đại hoàng bửu là người phủ diễn thành trấn ái châu làm gia nhân cho quận doãn phó tổng trấn sơn nam khi quang trung bắc tiến lê triều bỏ chạy doãn mang bầu đoàn thế tử theo vua trốn sang tàu trong cảnh hỗn loạn quân sĩ tàn tác vua tôi lạc nhau đến đất bình khê ra cò trận đường biểu liều mình cứu chủ bị tử thương quận doãn thương khóc người đầy tớ trung thành đã sai quân túc vệ mai tháng bên đường đặt bia khắc tên cẩn thận lại nói trước khi rời thăng long hoàng biểu có cho người tâm phúc về diễn thành đón gia đình theo để tránh họa giặc huệ khi đến trấn bình khê thăm hỏi vợ con tình cờ nhận ra mộ biểu bên đường cả nhà kêu khóc thảm thiết rồi lưu cư lại đây Họ nâng ná chờ đủ ba năm để bốc hài cốt đưa về Ái Châu. Nhưng công việc làm ở đây phát đạt nên họ tin là mai táng đắc địa. Thế là con cháu quyết định xây ngôi đền vạc trùm lên mộ phần, lập bài vị thờ hoàng biểu và quần cư lại đây. Đọc xong cuốn gia phả vương bảo vũ đùi cười khoái trá, y không tin vào tính chân thực của thư tịch này. Hậu dệ của hoàng biểu chỉ nhìn vào cái vỏ sự kiện để hư tác lại, khi vượt biên về Trung Quốc nhờ có chữ nghĩa mà Vương Bảo xin được chân tu thư trong một công ty mua bán đồ cổ. Y chuyên đọc các tương liệu liên quan đến Việt Nam. Tình cờ y đọc được một cuốn sách đời thanh năm Kiền Long thứ 58, viết về tên phản chủ Hoàng Biểu giả danh quận Doãn để cầu vinh. Nay có thêm Hoàng gia tộc phả, so hai sự kiện mâu thuẫn, bộ óc bác học của Vương Bảo vụt lóe lên một giả thiết thú vị. Khi bầu đàn thế tử quận Doãn đến đất Bình Khê thì lính túc vệ đào tàu hết, chỉ còn mình ra tướng hoàng biểu, những tên đầy tớ bất nghĩa này tối mắt vì của cải Doãn mang theo, nên này sinh ý định sát chủ. Sau khi hạ sát cả nhà quận Doãn, biểu trôn của xuống dưới, vùi xác người lên trên, tiếm đoạt ấn tín định quay về báo công với Tây Sơn. Nhưng rồi biểu lại sợ Tây Sơn không dùng kẻ phản chắc. Tra hỏi của cải bắt dẫn đi khai quật mà quận Doãn, thì biểu trắng tay và còn mang vạ nữa. Thế là y thuê khắc tên mình lên bia mộ rồi mang trang phục ấn tín của Doãn sang nương nhờ quân thanh. Y chờ thời cơ quay lại đất Bình Khê, quật mà Doãn lấy của cải mà độ thân lúc tuổi già. Không bao lâu, một hoạn quan của chiêu thống đã phát hiện ra trò mạo danh này và hoàng biểu đã bị hành quyết ở Quế Lâm. Nếu giả thuyết này đúng, thì quanh ngôi mộ đền vạc phải chứa nhiều bóng vật. Bà lớn không giấu nổi đức ông chồng về niềm vui gặp được thầy tàu, nhưng ông giám đốc cảnh giác ngay. Bọn này thâm lắm, có bao giờ thấy đất phát vượng lại chỉ cho mình? Chẳng lẽ chúng muốn mình có trưng vương triệu ấu lê lợi quang trung? Nhưng nó cũng cần trần ích tắc lê chiêu thống. Em không quan tâm đến chính trị, anh làm kinh tế cốt sao vinh thân vì ra là được. Bậy bạ bà nào, thấy Long Mạch sao nó không táng mà lão vương sùng vào mà lại đi gọi mình? cái gì cũng có giá. Chẳng lẽ bông dưng nó dám đào mà tổ nhà mình lên để táng bố nó vào? Và lại nước mình núi sông hiểm trở, khí thiêng trung đúc, long mạch lẫn xà mạch chi chít đan nhau dưới lớp trầm tích, vài tài giỏi mới chọn lành tránh giữ được. Nó thèm nhưng lấy đâu ra năm cha ba mẹ để xí hết vần được. Anh sợ nó nói láo ăn tiền, đâu phải tiền của mình. Xưa kia anh gương mẫu tự nguyện hiến nhà thờ tổ làm kho chứa phân và thuốc trừ sâu. Nay thấy sai xin lại thì công ty phải bỏ tiền ra tu tạo cho vừa lòng người và hợp ý thánh thần chứ. Tại sao anh cứ khăng khăng không chịu? Bỗng dưng bỏ vài chục triệu chơi trò mê tín dị đoan thì lãng phí quá. Anh không thể tin được thằng cha này. Người tàu mà nó nói chuyện nhà mình cứ vanh vách. Chính vì anh không thành tâm tin vào tiền kiếp nên chẳng lo cho tương lai. Chuyên làm điều thất đức để dẫn tới tai họa tuyệt giống mất nói nói đến đây bà khóc hòa, lăn lộn trên giường như lên cơn kinh giật ông hoàng hồn vội ôm lấy vợ vuốt ve dỗ dành bình tĩnh đi mới gặp thầy một lúc mà đã vội tin nó hơn chồng lúc đầu em cũng bán tín bán nghi nhưng nghe thầy phán họ hoàng có mà đầy tớ năm đời đi ở thì em phục quá nói láo nó phỉ bán nhà mình mà em lại phục à Cô Ngũ Đại là gia nhân cho quận Doãn, cô Tứ Đại làm giám mã cho Chi Châu Vi Văn Thông, cô Tam Đại là con nuôi thống lý Võ a Xìn. Cha anh thì đi ở cho nhà phán mưu nhé. Còn anh, tôi là đầy tớ thật nào? Làm giám đốc nó dám bảo là đầy tớ, bà cũng chịu. Tôi sẽ tuốt xác nó ra vì tội mạ lị. Bà vợ cười khoái chí. Ngài giám đốc ơi, chẳng qua ngài cũng chỉ là đầy tớ thôi. Trước cách mạng, quan là phụ mẫu chi dân. Thời nay quan là công bộc chi dân. Đầy tớ hơn 3.000 con người là thằng đầy tớ có hạng đấy. Bà thì thầm vào tai chồng. Thầy nói nếu hai thông, long mạch mà phát, thì đời con chúng ta sẽ là tên đầy tớ cao quý hầu hạ cả một tập đoàn công ty. Đi đâu cũng mẹc sơ đét, thùng rộng, có vệ sĩ kèm bên, ngủ khách sạn năm sao, có ngân quản ở nhà băng thụy sĩ đó. Ông giám đốc ngỡ ngàng về cái học thuyết đầy tớ cao quý mà bà vợ vừa thụ huấn được ở gã thầy tàu. Sau nhìn lại cậu quý tử Hoàng Cương, bất thành nhân dạng, thì ông thở dài thườn thượt. Dù có mã táng hàm rồng thì thằng Cương nhà mình cũng không thể phát vương được. Ta để thêm đứa nữa, con trưởng nhu nhược lập con thứ lo gì? Bà đọc thuộc lòng lời khuyến cáo của thầy. Bao nhiêu năm cậu mong điều đó, nhưng đâu có được. Ấy là vì mình chưa chịu tu nhân tích đức, chỉ tính chuyện gom đền lấy miếu, cào bằng mồ mả ông cha, long mạch tắc, dương khí kiệt, âm huyệt suy, làm sao nảy hoa kết trái được, Thầy hứa sẽ định vị lại lăng mộ, điều chỉnh âm dương, kết hợp tâm linh với thần dược. Hy vọng em sẽ sinh cho anh một đứa con trai. Nghe lời ngon ngọt của vợ, Hoàng Sơn siêu lòng chấp nhận mưu lực quân sư Vương Bảo. Quyết định của công ty di chuyển kho xưởng trả lại nơi thờ tự đền bạc được quân chúng đồng tình. Nhờ có bà giám đốc làm tay trong, cánh con nhà đồng luận dễ dàng trúng thầu công trình khôi phục tôn tạo. Cùng lúc ấy thầy bảo bốc cho tín chủ 10 thang thuốc bắc, vương hẹn hàng tuần bà phải đến khám để thầy ra giảm đơn dược cho phù hợp. Dùng năm thang đầu, ông bà thấy trong người thế nào? Thưa thầy, cả hai vợ chồng đều ăn được, ngủ được, sức khỏe tốt hơn. Tôi muốn hỏi về cái chuyện kia cơ. Bà che mặt tùm tìm cười và e lệ. Dạ cũng khá hơn, và bà đã kể lại những diễn biến gối chăn nơi phòng the thầm kín cho thầy nghe. Vương bảo khám kỹ và bổ sung thêm liệu pháp trình huyệt. Phải trong uống ngoài xoa thì thuốc mới dẫn, Đền bạc đã tôn tạo gần xong. Hiệp thợ nhà đồng luận chọn ngày đại cát để khánh thành. Thế mà bà giám đốc phúc chủ công trình vẫn chưa hoài thai. Bà tuổi thân ưa nước mắt tâm sự với thầy Vương. Thuộc uống ba tháng liền mà sao không thấy hiệu nghiệp. Gần đây chồng em không còn hào hứng chữa chạy nữa. Chẳng những anh hay lãnh đạm thờ ơ mà còn tìm đường lần tránh. Thầy xem còn y pháp nào thần diệu hơn không. Có tốn phí mấy em cũng theo đuổi đến cùng. Vương sư ngửa mặt lên trời mà than rằng. Thế đất còn hưng vượng. Những nhà họ hoàng làm điều bất nghĩa nên khí chất suy kiệt, không thể tiếp nhận được thiên ân. Bà phải tự tìm lấy đứa con kế vào mảnh đất đại phát đó. Nhưng mình em đâu có sinh nổi đứa con. Thầy bật cười về câu nói ngây thơ rất đáng yêu. Vương bảo bên kể cho bà nghe chuyện lá bất vi trước khi dâng vợ cho tử sở đã khôn khéo cấy vào đó giọt máu để sau này con ông trở thành thần thủy hoàng, vị hoàng đế hùng mạnh nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Bà giám đốc hiểu ngay ý nghĩa xa xôi của câu chuyện cổ. Bà nhoèn miệng cười lướt mắt đưa tình rồi mạnh dạn cầm tay thầy địa lý thắc mắc. Mà giả dụ em có tự sinh ra đứa bé thì nó đâu có mang huyết để họ hoàng để được hưởng quà phúc của mồ mả ông ngũ đại. Nếu em muốn anh sẽ táng hải cốt cha anh dưới thềm đền bạc. Cụ tổ họ hoàng hết lộc xin mời sang bên kia biên giới. Anh nghiệm lá bùa trừ tay ương hậu họa là xong. Mà phát vương thì đứa con của chúng ta sau này sẽ trở thành lưỡng quốc công bộc. Chị dư tỷ dân, ăn lương vạn học. Ôi, anh hy vọng lớn lao đến thế kia. Phải giàu tham vọng lắm mưu sâu thì mới dám xả thân vì nghiệp lớn cho em. Chưa táng mà tra vào mạch đất đầy tớ vĩnh hằng mà Vương Bảo đã cấy vào bụng bà lớn những hạt giống lai nóng hổi cho đã cơn khát nhục cảm rồi. Khi giám đốc Hoàng Sơn đến làm lễ dân hương Khánh Thành khai trương đền vạc thì bà vợ cũng thông báo cho ông tin vui mình đã có thai. Ông rất đỗi vui mừng muốn xẻ cửa san nhà đền đáp nghĩa tình cho gã ân sư nhưng bà vợ can lại việc này anh cứ để mặc em thầy là người trọng nghĩa khinh tài hào hoa phong nhã chỉ thích cứu nhân độ thế chẳng mang danh lợi dù thầy có vô tư hữu hảo thì ta cũng phải làm gì để biểu lộ ân tình chứ à có việc này thầy chỉ nhờ anh xin cho cái giấy di chuyển hài cốt thân phụ về cố hương thôi tưởng gì chứ mười giấy chuyển cốt qua biên anh cũng xin hồ được mà chưa phát vương nhưng dân bình khê vẫn tôn hoàng sơn là vua Vua Samu tách lát, vua hồi quế Sa Nhân, vua tắc kè gà lôi công trĩ, Công ty ông khai thác kiệt quệ môi trường để xuất biên. Thực ra vương bảo cũng chẳng để ý gì đến Long mạch Phát Vương vùi lấp mấy bộ xương khô của gia đình cuộn Doãn. Bởi sâu hơn lớp quan tài một mét, y tìm ra hòm cổ vật, đồ trang sức vàng bạc châu báu mà tên sát chủ họ Hoàng đã giấu kín hơn 200 năm. Tổ tuần tra biên phòng phục kích bắt giữ một toán vượt biên trái phép để xét hỏi. Chúng vợ trình tờ giấy phép đưa hài cốt quá cảnh. Anh thiếu ý chỉ huy ôn tồn. Đúng là giấy sở cấp. Nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm hóa. Sao các anh không qua cửa cầu, lại lén lút vượt biên ở vùng cấm giữa đêm khuya? Thưa anh, bọn em sợ bên Trung Quốc coi là hàng mất vệ sinh, gây phiền hà nên phải tránh. Nếu sai phạm, em xin nộp phạt, mong anh thông cảm. Nói rồi, y ấn vào tay người sĩ quan một tập tiền giày. anh thiếu ý cười, gạt đi. Không có phạt vạ hay đánh thuế hải cốt, với lính mỹ ta còn cố công tìm kiếm để trao trả nữa là đối với bác vương sùng một hoa kiều nhân nghĩa một công dân gương mẫu được bà con bình khê quý trọng mời các anh về đồn để giải quyết cho có tỉnh có lý toán vượt biên buộc phải theo tổ tuần tra về đồn công an cửa khẩu chúng vừa bước vào trung huyết trưởng đồn vồn vã tươi cười chào anh vương bảo nghe tin anh đưa hải cốt của ông về cố quốc tôi cũng muốn tiến biệt cụ lần cuối nhưng sao lại bỏ mẫm đêm tối thế Tôi sẽ liên hệ với đồn Trung Quốc nhờ họ giúp đỡ. Có gì khó khăn đâu. Em xin cảm ơn các anh nhiều lắm. Kiểm tra hàng xong rồi hãy cảm ơn. Trung huyết trưởng đồn cười, mặt vương bảo tái mét, y lắp bắp. Xin anh linh động cho em nộp phạt để đỡ phải kiểm tra, mất vệ sinh. Lần này, y cố rúi cho trưởng đồn tập mỏng hơn, nhưng là tiền đô la. Anh gạt đi. Có lập biên bản, mê tính được không phạt chứ. Anh lờ mắt ra hiệu. Mấy chiến sĩ khui hòm ra. Dưới bộ hài cốt đồ đầy trà lẫn trong trà là đồ cổ và báu vật bằng vàng ngọc kiềm kê xong vương bảo đành cúi mặt ký vào biên bản thưa anh hết bao nhiêu cho em nộp ạ cổ vật là di sản văn hóa tinh thần của dân tộc nằm trong danh mục cấm lưu hành tàng trữ mua bán và xuất khẩu anh phải thuê luật sư biện hộ hoặc chuẩn bị lý lẽ để bảo vệ mình trước tòa ba tên buôn lậu lần lượt đưa tay vào cổng số tám cũng khoảng thời gian đó, bên Trung Quốc cũng gửi hồ sơ cho Interpol nhờ truy lùng tên lừa đảo Vương Bảo. Tuy xa lưới nhưng y không bị dẫn độ vì vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Phiên tòa mở ngay vùng biên cho nhân dân hai nước rút ra bài học cảnh giác. Hai con ông đồng luận liên can phải chịu án đồng lõa. Ông Hoàng Sơn tuy có chút ý thức cảnh giác nhưng bị vợ thao túng tiếp tay cho tội phạm được lĩnh án treo. truyền đứa con lai thế hệ F2 không bị phanh phui nhưng ông đã mơ hồ cảm thấy cũng nành âm thầm chịu đựng vết thương lòng xưng tấy chứ biết cởi mở cùng với ai âu cũng là sự hiền minh của thuyết luân hồi nhân quả hết mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn tiếp theo bữa tiệc ly hôn của tác giả triệu huấn vợ chồng tôi chung sống 10 năm đã có một cháu trai lên chín rồi do nghi kỵ ghen tuông Chúng tôi quyết định ly hôn một cách nhẹ nhàng, văn minh và hợp pháp. Bà tránh án hết lời khuyên can, nhưng cuối cùng cũng đành hẹn hai năm nữa sẽ có chết gọi hầu tòa. Vợ tôi vô cùng bất bình. Hai năm nữa mới xử thì em trở thành gái già mất. Đến cái chuyện bỏ nhau cũng lắm phiền hà. Bà tránh án ôn tồn. Ly hôn đang thành dịch của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Họ bất chấp nếp sống gia giáo truyền thống và quyền lợi của con cái. và năm ngàn đơn đang xếp hàng chờ tòa phán quyết. Nếu mỗi ngày xử đựng 10 vụ thì anh chị đứng trong danh sách phiên thứ 500. Chúng tôi đã chạy nhiều cửa, nhờ cậy nhiều vị quyền thế nói giúp để trên hàng lấn chỗ. Bốn tháng sau mới nhận được tin vui. Tôi vội thông báo ngay cho Dung, cô bản tình và hẹn nàng. Sáng mai hoàn thành thủ tục ly hôn, Buổi tối tôi sẽ cùng nàng đến ăn mừng ở nhà hàng Nam Hải, nơi gắn bó với kỷ niệm cũ và biết đâu có thể là phòng cưới của chúng tôi trong tương lai. Hình như vợ tôi cũng được anh bạn tình mời đi nhậu với lý do tương tự ở một tiệm nào đó, nên vẻ mặt cô tươi vui lắm. Thằng con trai 9 tuổi là nhân vật phụ được báo tin này cuối cùng, nó gào khóc phản đối cuộc chia tay của chúng tôi. Bố mẹ bỏ nhau, con ở với anh với mẹ hoặc bố, tùy con lựa chọn. Không, con ở với cả hai cơ. Tôi phải dỗ ngọt, con ở với bố, con sẽ có thêm bà mẹ kế. Ở ờ, với mẹ, con sẽ có thêm ông bố dưỡng. Như thế là con có những hai bố hai mẹ, hơn hẳn các bạn khác, con không thích cả. À? Con ghét gì ghẻ, con ghét bố dượng con ứ thích ly dị. Vợ tôi nghiêm giọng thích hay không thì mai cũng phải theo bố mẹ ra tòa lúc đó con được quyền lựa chọn theo mẹ hay theo bố nhiệm vụ của con có thế thôi bây giờ không màn cái nữa đi ngủ thằng bé nín bặt câm lặng chẳng nói thêm câu nào nó lùi thổi ra giường nằm vật xuống mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà vợ tôi mắc màn cho con tắt đèn đi vào buồng nằm ghé xuống bên tôi thế là cái gì đến đã đến không ngờ chuyện linh dị của chúng tôi diễn ra lại êm à quá, văn minh, học thức quá. Cứ như những cặp vợ chồng trên sân khấu, khóc lóc thở than, yêu thương mùi mẫn đến thế. Nhưng khi màn hạ, mỗi người lại trở về với cuộc sống thực của mình. Hồi trẻ tôi theo đuổi nàng cuồng nhiệt mê đắm biết bao, chúng tôi có nhiều năm tháng hạnh phúc. Rồi gần đây tôi thấy nàng thường để cho khang, anh chàng cùng cơ quan đèo đi ăn trưa. Tôi nghi ngờ mối quan hệ thân thiện này và vô cùng tức tối. Tuy nhiên, chẳng có chứng cứ gì để kết tội vợ. Tôi tâm sự nỗi bất hạnh này với Dung. Cô bạn gái khá thân từ thời tôi đi làm gian sư. Dung an nổi và phê phán tính hẹp hỏi ích kỷ của tôi. Em cũng thường điên trưa với những anh có vợ con, tiền xe họ có nhà ý trở giúp, đến tiệm em sang sái tròn bàn, lỡ mua thức ăn hợp túi tiền, cùng khẩu vị, Ăn trưa chuyện trò thư giãn mấy chục phút, đôi khi cũng là gì bàn bạc công chuyện làm ăn, có gì mà anh phải thắc mắc. Nhưng thử nụ cười ánh mắt, tôi cách thủ tiếp ứng xử họ thân mật hơn cả vợ chồng kia. Không tin, bữa nào tôi đưa Dung đi thị sát hiện trường rồi hãy kết luận. Dung vui vẻ nhận lời, chúng tôi tìm một chỗ dễ bao quát trong nhà hàng Nam Hải. 12 giờ, vợ tôi và Khang xuất hiện ở trước bàn kín đáo sau chậu cây hoa giấy um tùm. Họ ngồi khoanh tay đối diện, bốn mắt nhìn nhau như thôi miên. Trong khi chờ hồ bàn bưng thức ăn đến, Khang hút thuốc lá, uống ly bia, ăn nhỏ nhẹ, luôn tay gấp thức ăn cho vợ tôi. Nàng cũng tiếp lại và cùng anh uống chung ly bia. Họ nói với nhau những gì tôi không nghe rõ, nhưng chắc là rượu ngọt say đắm lắm. Khi Khang đặt bàn tay vút nhẹ lên tay vợ tôi, thì tôi vội bấm vào lưng Dung. Thấy chưa? Dung nhìn tôi mặt hơi đỏ thừa nhận. Kể cũng quá tự nhiên, Tôi cao mặt đứng dậy toan tiến lại gây sự thì Dung vội níu áo càng ngăn. Anh đừng nổi nóng. Ghen tuông gây gỗ giữa nhà hàng chỉ chốt lấy tiếng cười thôi. Mọi chuyện cần xử lý một cách văn minh. Họ rời nhà hàng trước khi chúng tôi xong bữa. Dung nhờ tôi uống nuốt ly bia giờ cho đỡ lãng phí. Tôi lặng lẽ thu dọn chiến trường rồi buồn giàu nói. Có thể tôi đã mất thủy rồi. Dung nhìn qua cửa sổ như tránh ánh mắt tôi. Chế có hay đi chơi đêm với tay khang không? Họp hành thì có, chứ đi chơi thì chưa nhưng ăn vùng đâu cứ phải nhất thiết chờ ban đêm dung không nói gì nhưng cô không còn bênh vợ tôi như lần trước nữa thỉnh thoảng tôi lại kéo dung đi theo dõi vợ mình cô từ chối qua loa cuối cùng cũng không nén được bản năng tò mò nhưng những điều nhìn thấy cũng chẳng mới mẻ gì hơn trước tuy nhiên mối quan hệ giữa tôi và dung lại có phần thân thiết thông cảm hơn chúng tôi cũng thôi miên nhau cũng uống chung ly và đôi lần cầm tay nhau rồi một bữa tôi đã gây sự với vợ về mối quan hệ tình cảm xa đà giữa Khang và cô. Tôi kể rõ những gì đã xảy ra ở trong 12 bữa ăn trưa. Địa điểm, số bàn, ngày tháng, giờ giấc ghi lại rất chính xác. Nhưng sự kiện thì vẫn chỉ đơn điệu lặp đi lặp lại, chưa đủ mạnh để kết tội. Nàng cười. Anh theo dõi em chặt chẽ nhỉ? Nhưng chưa đủ đâu. Cái con chỉ điểm cao ngầm cặp kè với anh trông cũng được đấy. Mỗi lần xoay gương, em đều thấy bóng các người trụm đầu vào nhau, cười nói, câu chí vui vẻ lắm. Thì ra anh chỉ đi tìm tư liệu để kết tội tôi. Nói để anh biết, cậu Khang chỉ đáng tuổi em mút tôi thôi. Nhà có một xe máy nhường anh đi, tôi mới phải nhờ bạn đèo. Còn anh lại bỏ con ở nhà một mình, dùng xe chờ gái bám đuôi tôi để bới lông tìm vết. Thử hỏi ai có tội. Đừng có lôi cô Dung vào chuyện này để lấp liếm, cô ấy còn can ngăn tôi ra tay với thằng Khang tại trần đấy. Cô bảo nó ít tuổi, nhưng các bà đang có mốt bao những thằng đẹp trai, trẻ khỏe. Nhẹ thì cặp bồ, hướng lên thì cưới đại, chung sống cho đã, rồi ly dị chia tay kiếm kẻ khác. Tôi lạ gì? Cô cái vã nổ ra, quyết liệt tới mức đôi bên thách thức nhau, làm giấy ra tòa. Nàng hăng máu viết, còn tôi thì sĩ diện ký ngay. Và thế là ngày mai, chúng tôi đã đến bước hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng. Có điều là cả hai đều vô tâm, không nghĩ đến cuộc sống của cháu Hải. Trong khi mãi theo đuổi bạn tình để thu xếp cho chương trình hậu ly dị, thì chúng tôi thành nổi con cho nó tự xoay sở. Buổi trưa trở về nhà, vắng bố mẹ. Cháu gặp gì ăn đấy. Hôm có một bánh mì, gói quy xốp. Hôm chỉ có bát cơm nguội khô nhăn, đói cũng phải nuốt. Sợ hòa hoạn chúng tôi cấm cháu dùng bếp. Sợ cháu tiêu bậy, không dám đưa tiền. Nhưng một hiểm họa tâm hồn Đang manh nhà trong bộ óc thơ dại Còn nguy hiểm hơn những đám cháy Thì chúng tôi không cảm nhận được Hôm nay cháu kêu khóc Phản đối quyết liệt cuộc chia tay của bố mẹ Nhưng khi biết không thể cứu vãn nổi Thì cháu im lặng Nín chịu và tỏ ra bất cần Hình như cháu đã có một quyết định riêng cho mình Nhìn về mặt thất vọng đến vô cảm Của đứa bé 9 tuổi Tôi bỗng thấy lo sợ Chắc cháu sẽ theo mẹ và có thể tôi sẽ mất nốt đứa con trong cuộc đổ vỡ này sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy cháu hải đâu khi kiểm lại thấy quần áo ba nô giày dép biến mất chúng tôi mới xác nhận là cháu đã bỏ nhà ra đi nhưng đi đâu trời ơi thằng mất dậy sao nó lại đi đúng vào cái lúc ngày quan trọng này nó phản đối cuộc ly hôn của chúng ta nó sợ phải sống với gì ghẻ hoặc bố dượng nó tự tìm con đường cho mình nhà anh rành, không bám vào bố mẹ, thì sống sao nổi. Em đoán nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, ta phải đi tìm để 9 giờ kịp dẫn nó ra tòa chứ. Trước tiên phải xác định hướng đi của nó đã. Thành phố rộng lớn thế này, tìm lung tung thấy sao được. Chúng tôi liệt kê nhà bà con họ hàng, bạn bè thân thích, nhà thầy giáo, cô giáo, nơi có số điện thoại, thì gọi trước, nơi phải chạy bộ thì chỉ theo tuyến, theo cự ly. Tôi phóng xe máy đi các nơi xa, tùy đạp xe đến những nơi gần. Thấy hay không, 9 giờ cũng phải về để ra tòa xin hoãn hoặc đề nghị sự vắng mặt cháu Hải. Cuộc lùng kiếm diễn ra khẩn trương nhưng vô hiệu. Chúng tôi quay về chỉ nhận được ở nhau cặp mắt thất vọng. Phải ra tòa ngay thôi. Đến giờ của chúng mình rồi đấy. Tôi đèo vợ luồn lách phóng xe măng băng khiến nàng hoảng sợ. Muốn chết cả ai sao mà phóng như điên thế? Đúng là đang điên mà. Không thấy mặt chúng tôi. Tòa đã đẩy bộ sau lên thế chỗ. Vợ chồng tôi phải ngồi chờ Đến giờ giải lao nghị án, chúng tôi lên vào xin gặp tránh án. Thấy quen mặt bà hỏi ngay. Năn để trên ngang trí chỗ mà lại đến muộn giờ. Vợ tôi ngượng nghịu. Thưa chị, chúng em chót ngủ quên nên... Bà tránh án cười. Còn ngủ quên được là điểm tốt đấy. Thôi, cứ ngồi chờ đây. Sau hai vụ nữa sẽ đến lượt. Chờ gặp anh chị, tài sản không có tranh chấp mới một con, chắc sẽ nhanh thôi. Tôi lo lắng hỏi. Thưa chị, chúng tôi muốn xin hoãn ít hôm có được không? Cho Hải bị ốm nên bữa nay không thể có mặt liệu vắng cháu tòa có linh động xử được không không được bà tranh án nghiêm sắc mặt trừ trường hợp cháu bệnh quá nặng có giấy chứng nhận của bác sĩ thì tòa mới bàn chuyện xử khiếm diện vợ tôi bị xúc động hòa lên khóc nức nở thưa chị chúng em nói dối chứ cháu không ốm đau gì đâu cháu phản đối cuộc chơi thay của bố mẹ và bỏ nhà ra đi từ đêm qua ruột gan bọn em đang dối lên còn tâm trí đâu mà ra tòa bà tranh án ngạc nhiên chuyện nghiêm trọng đấy hai vợ chồng phải trung tâm lực tìm con ngay đi không lực nổi hành động dại dột của những đứa trẻ thất vọng cạn kiệt niềm tin vào bố mẹ đâu vâng xin cảm ơn lời khuyên của chị cho phép chúng tôi về bà tranh án tiến vợ chồng tôi ra tận cổng đặt hai tay lên vai chúng tôi tôi thấy anh chị đẹp đôi lắm chỉ vì chuyện ghen tuông không đâu vì niềm kêu hãnh phi lý thậm chí cả những dục vọng tầm thường mà vội bỏ nhau thì đáng tiếc đấy hãy về tìm con đi lắng nghe vì tranh án tí hon đó phán quyết đừng tìm đến tôi làm gì chúc hai người có những buổi sáng ngủ muộn tốt đẹp đã hẹn với dung nên tối đó tôi nói với thủy là đi tìm con rồi phóng xe đến nhà hàng nam hải con thủy cũng vội vàng với xe ôm đến thẳng chỗ hẹn gặp khang tôi đang loay hoay tìm chỗ gửi xe thì thủy xuất hiện chúng tôi vô tình chạm mặt nhau ở đây nên cả hai đều ngượng về mặt pháp lý chúng tôi vẫn là vợ chồng tôi ba hoa về chuyện đến khắp các tụ điểm vui chơi của trẻ nhỏ để tìm con còn nàng thì cũng bịa ra vài chuyện nhận lầm để tỏ ra mình không đến nỗi vô tâm thiếu trách nhiệm câu chuyện kéo dài ở đây thật bất tiện nếu như nhân vật thứ ba hay thứ tư xuất hiện tôi đưa ra ý kiến đi vòng quanh hồ hoàn kiếm rồi hồ tiền quang một vòng hy vọng may ra thấy con nàng chấp nhận ngay tuy nhiên suốt hai tháng sau hết trình báo công an là đến nhờ các phương tiện thông tin đại chúng đăng ảnh nhắn tin tìm trẻ lạc đều không hiệu quả chúng tôi đau buồn lo lắng cuộc sống tinh thần đầy bất ổn, thỉnh thoảng lại cằn nhằn dày vò, trách cứ lẫn nhau. hồi tưởng lại cái thời vợ bao bồ, chồng theo gái, bỏ con một mình suốt ngày, chúng tôi vô cùng ân hận. chỉ khi cảm thấy có thể bị mất cháu vĩnh viễn, tình cảm bố mẹ mới bừng tỉnh. nhưng xem ra đã quá muộn. tôi không còn đến nhà dung theo đuổi cuộc tình, còn vợ tôi cũng chẳng dám quấn quýt cặp kè với khang nữa. thực ra cậu ấy cũng chỉ lợi dụng vợ tôi để chơi trò phiêu lưu tình cảm chứ có mong gì đi đến hôn nhân với người đàn bà nạ dòng lớn hơn 4 tuổi. Tiếp đến chuyện cháu Hải bỏ đi khiến dư luận chê cười chúng tôi nhiều. Cả hai không còn tâm trí toàn tính chuyện ra tòa ly dị nữa. Rồi một bữa Thủy nói với tôi. Con bỏ đi, cũng vì chuyện gia đình tan vỡ, nhưng đến đây nay chúng ta vẫn chưa chia tay, mà sao không thấy nó về? Hay đã có tai họa gì đến với con? Nó tin là bỏ đi như thế, ta không thể hoàn tất thủ tục ly hôn được. Này nếu nó mò về, ta lại điệu nó ra tòa, thì cảnh đi tán chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, nó còn bỏ trốn. Dù cơ khổ, thậm chí nguy hiểm đến mạng sống, còn chúng ta là đứa trẻ dũng cảm như thế đó. Chính ta đã đẩy đứa con thân yêu vào cảnh ngộ này. Có cách nào cho nó hiểu bố mẹ đang ân hận, tự tội không? Suy nghĩ một lúc tôi chợt này ra ý định. Ta sẽ đăng lên báo, hứa là không ly hôn nữa. Cha mẹ mong con về để được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Liệu nó có tin không? Ta thề nếu làm sai, thì phải nhận hình phạt, đứng quay mặt vào nhau nửa giờ. Tùy bật cười, cười, nhẹ thế thôi à? Đối với trẻ con, hình phạt đó cũng là nặng rồi. Còn với chúng mình, nếu phải quay mặt vào nhau nửa giờ, thì anh tin là mối bất hòa có thể tiêu tan. Từ ngày cãi nhau, rồi làm đơn ly hôn, đã bao giờ chúng ta quay mặt vào nhau nửa giờ đâu. Tùy bật cười quay đi, bồ duyên. Tôi xoay nàng lại, xoay mình trong đáy mắt nhau, chưa được 10 phút thì cô đã ứa lệ ngục đầu vào vai chồng. Muốn tìm thấy con, chúng mình cần tìm lại nhau trước đã. Vâng. Tiếng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng khi tôi tìm đến mê cung tình ái thì nàng hoàng hốt dẫy này. Đừng làm thế, em xin anh, nguy hiểm lắm. Tưởng ly hôn nên em đã tháo vòng ra rồi. Không có cũng chẳng sao. Anh có ngàn lẻ một biện pháp tránh thai. Cần gì đến cái vòng cũ dích của em. Anh hứa sẽ lắp cho em chiếc mới mốt hơn. Nàng bật cười, đấm vào lưng tôi thùm thụp y như những cú thôi sơn của gã tầm quất trên vỉa hè phố Phan Bội Châu. Tôi đã in nội dung lời ăn năn tự tội lên mấy tờ báo. Ngày tối hôm đó, cháu Hải đã quay về. Chúng tôi ùa ra ôm cháu, trong lòng mừng vui trào nước mắt. Sau giây phút xúc động, tôi mới nhận ra hai người tháp tùng cháu là Dung và Khang. Trời ơi, sao lại thế này? Cháu Hải khoanh tay giới thiệu. Thưa bố mẹ đây là chú Khang, còn đây là cô Dung. Cô đã nuôi con suốt từ ngày con xa bố mẹ. Vợ tôi bàng hoàng. Bố mẹ đều quen biết cô chú từ lâu rồi, nhưng tại sao lại có mối liên hệ ngẫu nhiên này? Tôi chịu, không giải thích nổi. Mời mọi người ngồi. Sau khi chủ khách an tọa, cô Dung mới tươi cười giải đáp. Hôm nhận trát đòi ra hầu tòa, anh có hẹn em tối mai đến nhà hàng Nam Hải ăn, mừng hoàn tất thủ tục ly hôn. Chị cũng hẹn Khang, nội dung tương tự. Xong cả hai chúng em đều mừng hột vì phiên xử bất thành, nhưng buồn lại hai đứa lại có cơ hội làm quen với nhau. Sáng hôm sau em mùa ăn sáng ở ngõ kỳ đồng thì thấy cháu Hải đến xin mổ bánh. Nhận ra em là bạn bố, cháu toàn bỏ chạy, nhưng em kịp giữ lại. Cháu khóc hòa và kể lại sự tình. Thương cháu quá, em cũng khóc theo. Chuyện tàn vỡ xảy ra, em cũng có phần trách nhiệm. Em quyết định rồi cháu về nhà mình. Biết đâu số phận lại chẳng đưa đẩy cháu đến sống với em. Cháu nêu ra điều kiện là không được báo tin cho bố mẹ cháu biết, nếu không cháu sẽ bị điệu ra tòa. Em thỏa thuận, là khi nào bố mẹ hòa hợp em mới trả về sáng nay đọc báo thấy lời hứa đoàn tụ của anh chị em vội đưa cháu đọc em bàn với khang chuẩn bị mọi thứ để tối đưa cháu về với bố mẹ trước lời nói chân thành nhân hậu của dung thủy đã chạy đến ôm chầm lấy cô chị cảm ơn em nhiều lắm không gặp được người tốt như em thì cảnh ngộ của cháu hải sẽ vô cùng nguy hiểm anh chị thiếu trách nhiệm làm cha mẹ đây mới để xảy ra sự kiện đáng buồn này cũng nhờ có sự phản đối quyết liệt của cháu mà vợ chồng hối lỗi quay lại chung sống với nhau chị xin lỗi là đã có lúc hiểu xấu về em thôi ta không nhắc nhiều lại chuyện cũ nữa gia đình tôi hoàn nguyên là điều đại phúc rồi công là cô chú đối với cháu vợ chồng tôi ghi nhớ suốt phần đời còn lại tôi muốn nghe câu chuyện gì đó mới hơn kìa hai người bạn trẻ đỏ mặt nhìn nhau cười khang nháy mắt ra hiệu cho dung nói thành anh chị thái hợp là điều hay em và khang đính hức với nhau là sự kiện mới hai mối quan hệ này hỗ trợ lẫn nhau củng cố hạnh phúc cho tương lai chúng ta có thể tẩy sạch ngôn từ phản bội do dư luận đơm đặt tình yêu nào cũng cần thuần tình và theo em phải hợp lý nữa mới bền vững được chuyện cũ trở thành kỷ niệm đẹp với chúng em chúng em hy vọng mãi mãi là bạn tốt của anh chị và cháu hải cả nhà vỗ tay trước lời nói đầy thiện chí của dung chúng tôi đặt bốn bàn tay lên vai cháu hải như một biểu trưng hữu hảo tôi bảo mai vợ chồng tôi và cháu hải mời cô dung chú khang đến ăn cơm tại nhà hàng nam hải đó là tiệc mừng đích thực chứ không phải là bữa ăn hư ảo chào đón cuộc ly hôn hôm xưa bốn chúng tôi bắt chặt tay nhau trang nghiêm và thân thiết quý vị và các bạn thân mến ở chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết hai truyền ngắn rất hay của tác giả triệu huấn rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc